Xin thưa các bạn, trận đấu sắp diễn ra kèo 4-4 Khánh Xã, Đồng Tháp và An Giang. Dạ. Bên Đồng Tháp gồm có Lưng Cao, Trình Dân, Ca Minh. Ở bên An Giang gồm có Cơm, Hải A1, Sang. Mình đã bài được không anh? Bài luôn. Điểm một kìa. Điểm Trường Tháp 2-1. Tháp 4-10. Má Thành Buôn quần bẩn. Điểm Trường Giang 2 điều. Anh mua quần nhiêu anh muốn là chỉ em mua cái anh. Đi hát còn lại kéo được. Trời ơi trời. Trời mới có đập nó mổ luôn mà chết. Đi rồi. Điểm Trường Tháp 3-2. Đây. Có tao. Tay à. Tập bóng tốt, chỉnh chân gian qua điều. Kệ ra anh Thanh, Thanh. Anh giới diễn viên vậy. Anh hết thời mà kính chỉ hoài luôn anh Thanh. Điểm Đồng Tháp 4-3. Khi hồi buông ra chán giới. Anh chơi cho người chơi cho người được chúng ta hỏi anh giới. Đi ra anh chỉ. Giới gì nó hay. Đó trường này luôn. Tiễn Đồng Tháp 5-3. Biết như vậy cắt cái tủ để chân này. Ôi, họ tới cấp 2 không kìa. Thanh. Điểm Trang Giang 4-5. Anh giới à? Kêu ơi, cái này anh giới không anh? Điểm Trang Giang 5 điều. Đây là mai tôi kìa. Đập này cũng được nè, đập tốt, điểm cho Đồng Tháp 6-5. Cái này mình thấy đen lắm, nhưng mà khi nào mình đăng lên rồi mình ban đêm mình thấy nó rõ. Cái này thì ánh sáng nó cháy rồi đâu thấy gì đâu. Cái kèo đường nó là điểm cho Bắc Hồ. Đá cho anh đâu. Không có lưới, điểm cho An Giang 6 điều. Bên kia, bên đây Đồng Tháp. Nếu mà kia solo thì nói đâu mình nó cao dữ vậy đó. Phát bóng tốt. Điểm cho An Giang 7-6. Bảy sáu đá bên kia rồi. Quấn cho gà mẹ đi, cho gà nó đục đá cho con nhỏ luôn sao? Mấy điều hả? Qua đập bóng tốt Lưng Cao điểm. Cho An Giang điểm Đồng Tháp 8-7 hai bên đổi sang. Ra qua đây phát ngàn cao ăn nè. Nó học dịch cũng ăn rồi. Phát biên cao quá chị. Đừng có nhớ. Cái đồng chấm ham này nè.
đừng có anh giới. Đâu có anh giới đâu được. Trời ơi. Có cái gà ngồi gì nữa. Sao? Sao nó nhỏ? Nó nhỏ. Lên cho nó phi mà cái rồng quá rồng hả? Sao? Nó nhỏ đấy, đụ quá ông thả cái tay ơi, quánh tôi con đồng. Cũng không lớn. Chuyển đường thấp, 97. Tự lên tới lưới nó đứng mà nó chèn vậy nè. Chú kia qua luôn, chú kia qua luôn. Cái nhiều đó nó tê. Năm tầm tốt của Hải điểm cho nhà 89. Mày vừa thấy được rồi. Pha dội bơm của Lương Cầm điểm cho Đồng Tháp 18. Dũng gì với khanh sắp cua đó. Thôi anh gà gàng nói không cái chuyện gì. Anh gà gàng nói là cái chuyện gì không có anh giới không có người đụng. Cũng không có lưới. Điểm cái Đồng Tháp 11-8. Tiền nhau ông tiền chứ không. Thái kêu ông về có chuyện gì cơ. Và dội bơm cửa cơm điểm cho Giang 9-11. Thướng người tính luôn. Ủa má, ba người đứng đó mà đứng thằng nhỏ lắc đầu đứng đây ăn rồi. Giang lại đây nữa. Đúng là nóng để cho mình ăn cậu thôi. Rồi tiếp lại trong bài điểm 80. Điểm Đồng Tháp 11-8. Thằng Pháp bảo tốt của mình nâng điểm số cho Pháp 12-8. Và bóng quy lực của cơm điểm 12 cho An Giang. Có nghĩa là khi có thành phố về nó kết hợp nó quýnh thành phố. Bây giờ tắt viên ra. Thành phố về. Vậy lại. Không phải mấy thành phố mà mấy thằng trong xã luôn cái này. Nó làm. Còn mình đủ máy hay là không tức cái băng nó mà ai quấn đầu vàng đấy. Đầu vàng máy hả? Nó làm thớp. Lửa ha. Nó thành phố. Khác hả? Nhưng mà thường thường gọi thành phố mà tại đưa nó thường ở thành phố ở mấy cái sân bóng trên đó. Này thành phố rồi. Phố rồi. Điểm cho Giang 11-13. Bóng ngoài. Điểm cho Giang 12-13. Câu chuyện đó chuyện lừa bộ đẹp ta. Anh giới không ra được. Bóng này 11-12. Mình đọc điểm lại các bạn, điểm này điểm 12-13 cho An Giang. Và bóng tốt của Lưng. Điểm Đồng Tháp 14-12. Này nó xàm từ nãy giờ không hỏi nó này không? Tôi trong ông nhà đâu nó ở bên chợ thủ. Anh Bình đó. Nhà ông tên qua. Điểm qua đi mai qua hàng Đồng Tháp 15-12. Điểm cuối.
hai mày cây đây tao quấn luôn hai mày chứ sao bóng tốt điểm cho anh Giang 13 15. Vụ tao hoài. Cứ kêu nó kêu qua đây nó không có kèo vậy. Vụ gì vậy? Kêu qua đây cấp kèo gì? Quá được rồi. Tao nhường kèo đó cho mày. Đưa kèo luôn. Nhường kèo. Cái chứ. Nhường kèo. Sáng giờ nó cọ được nhiêu vậy? Lỗ hết rồi. Được hai sĩ à. Ông cho ông thua bằng. Và chiếc điểm hoàn hảo của lưng Đồng Tháp. Kết thúc trận đấu, tem của Đồng Tháp thắng tem của anh Giang. Xếp thứ hai kèo 44 xã. Tem của Đồng Tháp và An Giang. Bên Đồng Tháp gồm có Lương Cao, Trần Dên, Kha Minh. Ở bên An Giang gồm có Cơm, Hải A1 và Sang. Trần Dên là có cái hình trước, hình cũng én trước đó. Điểm một điều. Pháp Pháp công bảo quy luật của Thái Minh thăng điểm số cho Đồng Tháp 2-1. Hai cây đằng nào Thái Minh? Cũng lớn như Thái Minh. Ở bên nào chứ Thái Minh? Đau đụng má gặp được chết. Đụng quá hả? Má tứ gì từ đó. Điểm cho anh Giang 2 điều. Cái bóng tốt của Cơm. Điểm nhân gian 3-2. Ở bển của Đồng hai gói nè. Bỏ đó. Bỏ nè. Bỏ là làng mày. Ăn không ngon sáng mà ăn chùm rưỡi lòng quê thấy mẹ không ai dám mua gặn. Vậy? Sáng không dám lừa gặn ngồi gặn. Đủ mẹ mượn ăn mượn cấp, cân cấp chợp gì ai mà không chấp lừa gặn. Tôi chỉ lần này ngộ trời. Hãy đập bóng tốt điểm cho anh Giang 4-3. Quýnh bạc này vô là ba thằng mới mấy kêu tao quýnh giùm mày, tao quýnh giùm mày vậy giờ mày chơi không? Đó. Đây không được. Quýnh anh bà kêu quýnh giùm. Tao cũng nhẫn chẹo luôn, tao quýnh giùm luôn. Còn nè. Bóc mạnh lên. Nè nè. Quá nè. Đang nhảy lố bỏ luôn. Điểm còn thấp 4 điểm. Không hiểu. Rồi bóng vào cái ngoài của Cơm. Điểm cho anh Giang 5-4. Bóng ngoài, điểm cho anh Giang 6-4. Lưng đập bóng tốt, điểm cho Đồng Tháp 5-6. Bộ bóng không vào lưới, điểm Đồng Tháp 6 điều. Rồi hàng đội nó bắt mình không? Quýnh mình không? Đây, thủ vậy.
sơn tháo lên thiếu linh hồn. Sau lưng. Đúng. Và bộ bóng tốt của cơm 5 điểm số cho An Giang 7-6. Quả bóng tạt vào trắng người ngoài của Lương Cao, điểm thấp 7 điểm. Du, hãy du nữa ha. Hai. Điểm dùng thấp 8-7. Hai bên đổi sao? Không dùng tiền. Mà nó không có vé ở đây. Bây giờ ông bao sáu vô cái gì? Đổ như đổ 500 hả? 500 mấy triệu. Mấy triệu không nào? Trời ơi. Quà đó này. Trời lưng đói lắm. Ai chơi môn gì? Theo môn đó chứ môn này đâu cho lớn. Cái đầu mình dọ hả vậy? Xe đấu tiếp tục điểm cho Đồng Tháp 8-7. Chuyện kìa. Đập ốm tốt. Điểm dây vàng 8 điều. Võ thông minh của Lương điểm số cái Đồng Tháp 98. Bắt ở ngoài. Đó ta được cãi nghe thì rất là dễ dàng, có 5 giờ rồi ông cứ dịch nó quýnh bằng 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 ở bên phố hú á. Mới là phố sao lòng sao lòng chẳng có dụng. Chạy nó dắn dịch qua là đâu thấy. Điểm dùng pháp 19. Đâu có cái quà nữa nè. Chạy nghe đủ mát mà chơi bằng một tao có đâu nữa. Kẹp tao có dịch vô rồi cho mình vô đây chơi. Tao có dịch bỏ ra ngay chắc. Pháp bóng ngoài điểm dùng gian 10 điều. Đúng má quýnh tại nhầm chổng với trời không. Gặp đó rồi cũng cộng cũng như bậu. Bằng lăn lỏng á, bằng lăn lỏng cộng mà anh cắp áp là đâu có giật. Thôi về cái anh mà anh đây là nó nhảy rồi. Bắt. Đúng rồi.
Điểm Trần Giang 11-10. Không chết. 1-0. Nãy Trần Giang gà nó mới dịch rồi. Nó có dịch ra không? Điểm Trần Thấp 11 điều. Dịch nghe ta. Điểm Trần Giang 12 bóng. Đánh trên tờ trắng. Điểm Trần Thấp 12 điều. Điểm Trần Giang 13-12. Điểm 13 điều. Trắng bóng tốt. Điểm Đồng Tháp 14-13. Trắng không? 14-13. Điểm Trần Giang 14 điều. Dựng cao lên. Lương đập bóng tốt. Điểm Trần Giang 15-14. Nó dụ người ta gặp mùa quẹ bánh vô bằng mày danh như câu kê bánh ai. Đó khi giỡn nó hồ bài trời. Nó hồ mà đủ. Bóng ngoài. Sao lắm mới chào. Mày nhiều lắm. Mày nó ở trong rồi. Đẩy lại. Điểm 15 điều. Điểm cuối. 15 điều rồi hả? Mày có đẩy lại chưa chắc gì hả? Điều đó. 15 điều vậy là vô chắc à. Vô cho thằng vô dạy chứ ta đưa ai. Và bóng hoàn thiện của Lương kết thúc xếp đấu. Xếp thứ hai này tiếp tục Tem Đồng Tháp thắng Tem An Giang.